Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Thì cũng khá là lâu rồi mọi người. Hôm nay mình mới ra được clip. Thì đây là mình có chuẩn bị một con cá mọi người nhé. Đây hình như là em cá rô phi hay sao ấy. Đấy. Thì hôm nay là mình sẽ làm món cá lướng riềng mẻ mọi người nhé. Đây, ở đây thì mình có một bát tương này mọi người ơi. Đấy. Và ở đây là có là riềng này. Đấy. Đây là một con cá mọi người nhé. Đây là chai mẻ. Đây chai mẻ. Đấy. Mình để làm như này không nó đổ mọi người ạ. Hôm nay thì có thằng bạn mình lên chơi nên là hôm nay hai anh em mình sẽ lướng cá lướng riềng mẻ mọi người nhé. Sau đó là sẽ thưởng thức. Hôm nay thì mình cũng mua thêm một số đồ, ví dụ như là bún này, mini tí nữa mình sẽ cuốn với lại các loại rau nữa mọi người nhé, ăn cho nó đỡ ngán đấy. Thì mình cũng mong mọi người sẽ ủng hộ mình bằng cách là cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ hai anh em mình mọi người nhé. Bây giờ thì hai anh em mình sẽ đi ướp gia vị vào con cá này, sau đó là sẽ mang đi lướng. Như vậy là hai anh em mình đã lướng xong con cá rồi mọi người nhá. Rất là thơm luôn. Đây là mình có bún mọi người ạ. Đây. Đây là mình có chuẩn bị thêm đây gọi là cái lá cóc, mình ăn cho nó chua chua mọi người nhá. Và ở đây thì mình có rau xà lách này, rau mùi này cũng như là hành mọi người nhá. Đây. Và hôm nay thì mình sẽ ăn theo kiểu cuốn mọi người ạ. Đấy. Cuốn á? Ừ. Thế là tao lại cầm đũa mình tưởng nó không có cuốn. Đây. Đây xong rồi một gói. Mỗi thằng một gói mọi người, cái gói này nó cũng không có nhiều. Đấy. Hôm nay thì mình sẽ vừa ăn cũng vừa tâm sự. Hôm nay thì cũng có một cái chuyện khá là vui mọi người. Thì chuyện vui gì? Thằng bạn mình hôm nay mình cũng tâm sự mọi người. Thằng bạn mình khả năng là nó cũng sắp lấy vợ rồi. Thì không biết là lấy vợ xong rồi thì có lên quay video được với mình nữa không? À. Đây. Nhưng mà mày lấy thông tin đấy đâu? Hôm qua mày kể cho tao biết đấy. Thôi, hai em mình thưởng thức thôi. Bây giờ thì mình mời mọi người cùng thưởng thức với hai anh em mình nhá. Đây, mình sẽ cho cả bún vào giữa mọi người. Đây là bún kiểu như là bún miếng. Thôi, gắp đi. Gắp xong đi. À, đấy. Đây, cho cá trước ngon hơn. Ừ, cho cá trước được. Đây mọi người, cho cả lá cóc với các kiểu, rau mùi. Không có xà lách à? Có, rau xà lách ở dưới đây. Đấy, đây mọi người. Mình cuốn như này ăn cho nó ngon. Mày đạn rau xà lách kìa. Ừ, đẹp rồi. Đây để tao lấy cho. Dưới thôi. Đây rồi. Thôi lượt sau. Đấy. Lượt sau cho này cũng được. Ok. Lấy sau ăn sau nhá. Mình mời mọi người nhá. Đây là mình có cái nước chấm của mình đổ ra cái bát này kiểu như nó cũng hơi to á, thế nhưng mà có cái bát này nó trong nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây. Wow. Mình mời mọi người nhá. Cay không? Thử bát này. Ừ. Nhiều ớt thế nhỉ? Ok, cái bên này nó hay vỡ nhỉ? Ừ. Vỡ à? Tao cho phải cho hai cái. Ê. Không, tao cho rồi, tí nữa phát xong. Ừ. Này, cay phết nhỉ? Wow, thơm lắm mọi người. Mời cả mọi người nhé. Kiểu như là cá lướng riềng cảm giác ăn rất là thơm luôn, riềng mẻ. Được không? Hành thơm. Cá này cuốn với hành với cả thêm dầu mùi rau. Đây là rau gì? Rau mùi. Rau mùi. Rau mùi thôi. Rau mùi thôi. Ừ. Thơm. Dạ. Yeah. Đây mọi người, cá ớt rồi tỏi. À, mình pha ớt tỏi này, nước mắm này, đường này. Đấy.
Nói chung là cả chanh nữa, mình vắt chanh vào cho nó chua chua ấy. Ngon ừ. Nước nó chấm. Đúng rồi. Đúng. Ăn được ạ. Được không? Được. À nhưng mà người yêu mày là sinh năm 98 phải không? Sợ 98. Thế 9 mấy? Quả nói rồi mày. Rồi hết hành rồi. Quên nhưng mất. Phải nói lại. Thấy đi. Mày nói như thế này cũng mọi người biết rồi thì rồi lại là chưa gì đã hàng xóm đã biết thế này thì gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ngại cái này nó hơi rơi đấy. Đàn ông con trai đừng ngại. Ngại gì đâu, nhưng mà nó mọi chuyện nó cũng đến đâu mới đâu đâu vẫn chỉ là thôi lớn à. Sắp cưới rồi thì cứ nói gì lại còn dễ á. Vậy á gì dạ có nhiều cứ... chuyện nó xảy ra mà, nhưng mà tao thấy là nghe có vẻ là chia sẻ như thế này nó cũng không được. Mọi người cái miếng cá của mình này, wow, nhìn nó rất là trắng và ngon luôn. Bên trong thì trắng, còn bên ngoài thì nó vàng vàng. Cho thêm cái lá cóc vào giữa cho nó chua chua. Cho hẳn hai lá, mày có ăn lá cóc à? Mày không ăn lá cóc à? Thử xem không được. Nhưng mà tao chưa cho ăn lá cóc kiểu này bao giờ. Hả? Chưa ăn lá cóc bao giờ? Không phải, chưa cho ăn lá cóc cho vào đây à, ăn ngon mà. Chua chua đúng không? Ừ. Wow. To ấy nhỉ? Cuốn này to quá. Tham. Tham mà gì? To ăn nó mới đã. Nó theo cái má đấy. Đây mọi người. Nhưng mà mọi người nhá, vì chấm như này mới đã này. Đấy. Nhưng mà tao thấy ăn cũng không cay mấy nhỉ. Cứ thử ăn phải miếng ớt xem. Nhưng mà mọi người nhá, chắc tí phải gắp thêm miếng ớt vào. To quá mọi người. Ừ. Nhưng mà mọi người nhá, cá ướp như này là có cảm giác là hơi bị đậm đúng không? Hay là vừa? Ăn được mà. Cá chín này nó ngấm vị ngon lắm. Nó không có... thấy cái vị nó ngấm vào được. Đúng rồi. Nó cũng không có tanh. Mình ăn vã cái hành luôn mọi người. Có. Chia sẻ đi. Có chuẩn bị lấy vợ rồi mà cứ giấu kín như thế. Nhưng mà cái đứa đấy ở gần nhà không? Gần nhà mà. Thế là sướng rồi. Lấy vợ gần nhà là sướng mọi người. Không phải đi lại xa. Lấy vợ gần nhà, vợ nó lúc nào nó nhà. Tình hình là hôm nay sang bên này là cũng muốn là làm cốc trà. Mấy mình muốn nhờ nó một số việc bởi vì là cũng sắp đến là ngày vui của mình rồi. Thanh niên này sắp lấy vợ mọi người, nhưng mà rất tiếc là tình hình bây giờ chỗ mình dịch. Đúng rồi, rất là dịch căng. Rất là căng luôn. Nên là chắc là cái xem, nói chung là xem hết chốt ngày rồi, bây giờ tự nhiên lại dịch sang bên này. Cũng là ý cũng là nói chung là nó cũng chốt ngày rồi để xem là dịch nó có giãn không. Nhưng mà tình hình dịch như này chắc là lại phải dừng lại rồi. Khá là đen cho thanh niên sướng mọi người. Đen thật, bởi vì là mấy đứa em với lại cả đứa chị mình vừa mới cưới xong thì cũng vừa tổ chức cả đám hỏi đám cưới luôn đợt vừa rồi. Nó thế nó gọn mà nhanh mà, thế cho nó đỡ bị dịch, bây giờ tự nhiên lại dịch thế này. Chúng ta gọi là quá là đen cho siêu nhân gao. Quá đen. Cái giấy cuốn của mình mọi người, cái giấy cuốn của mình kiểu như lát là lát hết rồi, nên là bây giờ mình chơi kiểu lát lắm vậy này. Chơi kiểu cuốn như này. Được. Ngon. Thì đợt này cũng nói chung là tình hình này thì cũng hoãn rồi, cũng hơi buồn, nhưng mà cứ nói trước bởi vì là mọi thứ cũng đã xong rồi, cả bên hai bên gia đình đều xong xuôi hết rồi, giờ chỉ là chờ ngày hai đứa là thành hôn rồi khao làng rồi về với nhau thôi. Thì cũng là cái ngày 16 tháng 11 này tính âm ấy. Thì là cũng trân trọng là mời mày sang để có việc gì giúp đỡ tao, đặc biệt là cái khâu là vậy tiếp rượu với lại cả là ngay mời cỗ luôn đấy.
dạng như là như thế cũng là đầu tiên cũng sang này mời cỗ, nhưng mà mày tí là mày lại làm cá làm cùng với hai thằng lấy cá đâu về đây. Vui ghê đấy, mọi người ạ. Thế xong mà hôm nay làm một cái clip thật sự là với mình nó rất là vui và ý nghĩa. Thì thế nhưng mà tao hỏi thật nhé, nói mày cũng lấy vợ rồi còn tí nữa còn muốn hỏi cái hai gì? hai đứa đã động phòng trước chưa? Hỏi thật. Nói làm gì hả? Thế nói làm gì, khai thật đi, ngồi đây có ai đâu, mỗi tao mày. Động phòng chưa? Cứ nói thật đi. Từ bé giờ biết động phòng với ai đâu. Thế là thanh niên này là vẫn ý là không ăn kem trước cổng mọi người. Tình yêu của mình nó ở hai bên mà yêu nhau, nhưng mà dành cho nhau những gì mà tốt đẹp nhất, đến khi mà động phòng lấy nhau rồi động phòng thì lúc đấy thì động phòng hay động đỡ. Ngồi nói chuyện với thằng bạn mình nhiều khi buồn cười quá mọi người. Buồn cười gì, nhưng mà nếu như mà sau clip này mà một số người xem thì cũng có thể nghĩ mình thế tao hiểu rồi. Mày hiểu thế là cũng hiểu rồi. Thì mọi người nói chung là hôm nay cái món cá lướng của mình thì nó cũng kiểu như nó hơi bị ngon quá nên là nói thật là hôm nay nó hơi bị mặn đấy. Kiểu như mình lướng mình ướp gia vị nó hơi bị mặn nên là ăn nó kiểu như mình cuốn ấy, ăn nó hơi bị mặn nên là ăn nó không ngon lắm. Nhưng quan trọng mặn, còn nhiều mặn, như này. mặn là cái gì? Miệng cái giấy cuốn của mình hôm nay nó hơi bị vỡ nhỉ. Cái nước đúng không? Ờ, cái nước tương ấy, nước tương đấy là mình đổ hơi nhiều tương nên hơi bị mặn. Tương đấy, tương nhà mày ủ cái gì? Đấy, tương thế thế nhà. Thì hôm nay cũng rất là vui bởi vì cái clip ngày hôm nay thì bạn mình có khoe cái chuyện là gọi sắp lấy vợ, cũng như hôm nay mời cỗ mình luôn mọi người nhá. Thì mình cũng rất là vui và thôi, tiện ở đây thì tiện đây thì mình không cũng có lời gì á. Tiện ở đây thì mình cũng chúc bạn mình là sẽ nói chung là trăm năm hạnh phúc này. Đấy cái thứ nhất, cái thứ hai là gọi là sớm gọi là sinh con mới làm được nhà đấy, nói chung là những cái chuyện đấy thì gọi là hoan hỉ mọi người. Đấy thì mình cũng mong mọi người sẽ ủng hộ clip này của mình bằng cách là cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh mọi người nhé. Bây giờ thì chắc là hai anh em mình cũng xin kết thúc clip đây thôi. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nhé. Bye bye mọi người nha.